Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình, Will đây. Và trong video này ngày hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một sự kiện vô cùng hot ở trên sàn giao dịch FXTM. Và FXTM đang là một trong những cái sàn giao dịch về Forex rất là uy tín hiện nay. Và hiện tại thì sàn đang triển khai một cái sự kiện, đó là sự kiện lập kế hoạch đầu tư và tranh bán giao dịch. Và tổng giải thưởng của sự kiện lần này lên đến là 40.000 đô. Và giải nhất thì có trị giá lên đến là 16.000 đô. Và chúng ta sẽ trải qua là 6 tuần tranh đấu và rút thăm vào mỗi tuần. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm một chương trình, đó là sự kiện mini game dự đoán chính sách tân tổng thống. Và bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là trị giá 8.000 đô. Thì đó là hai cái sự kiện vô cùng hot ở trên sàn giao dịch FXTM. Và bây giờ thôi thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem là sự kiện này nó diễn ra như thế nào và làm cách nào để chúng ta thể tham gia sự kiện này nhé. Ok, mình là Will đến từ CryptoRem. Ok, và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay sau đó thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu xem luôn cái sự kiện này nó sẽ diễn ra như thế nào nhá. Thì như chúng ta biết rồi thì cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì Trump, Biden và Harris thì sẽ bắt đầu bầu cử tổng thống vào ngày mùng 5 tháng 11, và chúng ta chỉ còn đâu đó khoảng 3 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ biết được ai sẽ là người bước chân vào Nhà Trắng, và chúng ta sẽ cùng dự đoán xem ông Trump hay là bà Harris sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc bầu cử tổng thống lần này. Và nếu như chúng ta dự đoán đúng thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Và cái sự kiện chính đó chính là cuộc thi về giao dịch với tổng tiền thưởng cuộc thi lên đến 40.000 đô, với tổng tiền thưởng cho vị trí quán quân lên đến 16.000 đô. Và ngoài ra thì sẽ có các cái đợt rút thăm hàng tuần, thì chi tiết mình sẽ nói ở phần sau của video. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái mini game dự đoán tổng thống tân Hoa Kỳ thì mình cũng vừa chia sẻ với các bạn rồi, và nếu như các bạn dự đoán đúng thì các bạn sẽ có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 8.000 đô. Ok, và chi tiết của phần thi này nó sẽ diễn ra như thế nào? Ok, đầu tiên về thời gian đăng ký thì cái sự kiện này thì nó sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2024 cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Đây là cái khoảng thời gian mà các bạn thể đăng ký tham gia chương trình nhé. Bên cạnh đó thì cái thời gian diễn ra cuộc thi thì sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 11 năm 2024. Tức là tại thời điểm mình làm video đây thì chúng ta đâu đó còn khoảng 30 ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc thi lần này. Và cách thức tham gia rất đơn giản thôi, thì đầu tiên là các bạn cần phải có cho mình một cái tài khoản FXTM. Thì các bạn sẽ cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản sàn FXTM trước, hoặc nếu như các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần click vào và tham gia cuộc thi thôi. Và mình sẽ để lại cái đường link đăng ký của mình dưới phần mô tả video, thì nếu như bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn thể đăng ký thông qua cái đường link của mình nhé. Ok, và sau đó thì các bạn cần phải nạp vào 200 đô ở trong ví của sàn FXTM, sau đó các bạn có thể bắt đầu giao dịch. Và các bạn cần phải giao dịch với cái khối lượng volume đạt đến là 1 triệu đô trong thời gian thi đấu. Cuối cùng là các bạn cần phải xác nhận tham gia. Và cái việc mà các bạn hoàn tất đăng ký đã được hiểu là các bạn sẽ đồng ý tham gia cuộc thi và các điều khoản có liên quan. Ok, thì sau khi mà các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ vào đăng nhập vào sàn FXTM cho mình nhé. Sau đó các bạn sẽ vào một cuộc thi này. Ở đây sau khi vào cuộc thi xong thì nó sẽ có cái phần thông tin cuộc thi ở đây. Thì các bạn chỉ cần mở cho mình một tài khoản này, sau đó là đặt tên biệt danh và lựa chọn cái ứng cử viên mà các bạn muốn lựa chọn. Bà Kamala Harris hay là ông Donald Trump thì các bạn sẽ chọn vào đây. Sau đó các bạn ấn đọc tôi đã đọc và chấp nhận là ấn tham gia ngay là các bạn sẽ bắt đầu tham gia luôn cái chương trình tham gia cuộc thi cũng như là tham gia cái dự đoán mini game ai sẽ là người tổng thống nhá. Ok, và tiếp theo là chi tiết cái cuộc thi này nó sẽ được xếp hạng như thế nào. Ok, vậy thì cái cách xếp hạng như thế nào? Thì đầu tiên là cái điểm thi ý, thì được tính bằng dựa trên cái lợi nhuận giao dịch ròng tích lũy của người tham gia trong thời gian thi đấu và tổng tài sản của người tham gia trong thời gian thi đấu, số tiền ban đầu của tài khoản tham gia cộng với tiền gửi ròng trong thời gian thi đấu và khi khối lượng giao dịch số lượng lô. Ngoài ra thì các bạn có thể là tham gia theo các cái nhóm giao dịch khác nhau. Bạn có thể là tham gia giao dịch ở cặp kim loại quý hoặc là tiền tệ hay là các cái chỉ số giao ngay đều được. Ở đây thì họ sẽ chia cho các bạn là hai sản phẩm giao dịch cả hai nhóm. Đầu tiên là sản phẩm nhóm A, kim loại quý giao ngay bao gồm là vàng và bạc và tất cả sản phẩm liên quan đến cặp tiền tệ và tiền điện tử này, Bitcoin, Ethereum, Solana và các cái chỉ số giao ngay như là Nasdaq này hay là US30 này, hàng hóa này, dầu thô WTI và dầu thô Brent. Bên cạnh đó thì có sản phẩm giao dịch nhóm B thì có các cái chỉ số như là US500 hay là RUS2000 hay là US400, UK100 đúng không ạ? Và rất nhiều những cái chỉ số khác. Đây thì các bạn để tham khảo thêm ở đây nhá. Ở đây thì tổng điểm nó sẽ tính như thế nào? Thì tổng điểm thì sẽ bằng lợi nhuận dòng giao dịch tích lũy trong thời gian thi đấu chia cho tổng tài sản trong thời gian thi đấu và nhân với 10, sau đó cộng với lượng giao dịch theo lô. Ở đây thì họ cũng có một cái ví dụ rất cụ thể ở đây thì các bạn chỉ cần đọc là các bạn sẽ hiểu thôi. Thì cách tính nó rất đơn giản đúng không? Ok. Thì sau khi hoàn tất đăng ký thì các bạn sẽ tự động tham gia cuộc thi nhóm A và nhóm B cùng một lúc. Nên tảng sẽ tự động phân nhóm và tính điểm dựa trên sản phẩm giao dịch của bạn. Ở đây tức nghĩa là nếu như mà các bạn giao dịch ở nhóm nào cũng được, kể cả các bạn giao dịch ở nhóm B cũng được và giao dịch nhóm A cũng được, hoặc là các bạn giao dịch đồng thời cả hai nhóm đều được tính cho các bạn nhé. Đấy là tùy các bạn thôi. Nếu như các bạn giao dịch càng nhiều, số vốn càng lớn thì các bạn sẽ càng có được cơ hội nhận cao được nhận phần thưởng nhé. Ở đây thì họ có nói rất rõ về giải thưởng chi tiết nó như thế nào. Đầu tiên là với hai nhóm A và B thì mỗi một nhóm sẽ chọn ra là 8 người chiến thắng và 6 người may mắn nhận được tổng giải thưởng trị giá hơn 40.000 đô la Mỹ. Ở nhóm A và nhóm B ấy, thì khi mà các bạn xếp hạng thứ nhất thì các bạn sẽ nhận giải thưởng lên đến 8.000 đô. Nếu xếp hạng thứ hai thì sẽ nhận được giải thưởng là 5.000 đô, nhóm 3 là 3.000 đô, nhóm 4 là 1.500 đô và nhóm 5, 6 là 1.000 đô và nhóm 7, 8 sẽ là 500 đô. Và đây thì cứ hàng tuần thì sẽ có 6 giải thưởng may mắn sẽ được
chia cho những cái người nào mà đủ cái điều kiện tham gia nhận phần thưởng. Và tổng giải thưởng phần thưởng dành cho 6 người may mắn đó là 500 đô cho mỗi tuần nhé các bạn nhé. Đấy, và tổng hai cái lần, hai cái nhóm này sẽ là 12 giải may mắn cho mỗi một tuần nhé. Ok, bên cạnh đó thì ngoài cái cuộc thi giao dịch chính ra để nhận phần thưởng ra thì chúng ta cũng có phần thi về mini game như mình cũng vừa chia sẻ rồi. Đây là phần thi mà dự đoán tổng thống Hoa Kỳ, thì Trump và Harris thì ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thì nếu như các bạn dự đoán đúng thì các bạn sẽ có cơ hội nhận phần thưởng lên đến trị giá lên 8.000 đô. Và cách tham gia rất đơn giản thôi, thì các bạn đầu tiên là các bạn cứ tham gia thành công này, sau đó các bạn cần hoàn thành số tiền nạp tối thiểu là 200 đô và hoàn thành giao dịch theo giá trị định nghĩa là tối thiểu là 1 triệu đô. Đó thì chúng ta sẽ được tham gia cái mini game này. Như vừa rồi mình có giới thiệu với các bạn rồi, hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn đăng nhập vào và các bạn sẽ vào một cuộc thi và các bạn sẽ lựa chọn cái người mà các bạn muốn dự đoán là sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ và các bạn sẽ chọn và các bạn ấn là tham gia ngay là sẽ được nhé. Ok, thì đó là toàn bộ phần video của mình chia sẻ về cái sự kiện vô cùng hấp dẫn ở trên sàn FTM. Ok, và các bạn hãy nhanh tay đăng ký để tham gia cái sự kiện lần này nhé. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay và giá trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.